Chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Việt Travel. Bữa nay Xuân sẽ giới thiệu cho cả nhà về cái lễ hội Hoa Anh Đào ở Washington DC. Mọi người cùng mình đi khám phá nha. Đi gần tới là đã nghe nhạc rộn rang rồi, cả nhà có nghe không? Thấy háo hức không? Que me llama la atención, dos cositas tiene mi caí. Ay, que me llama la atención, hay las cositas de mi tierra y la plaza de San Juan de Dios. Hay las cositas de mi tierra y la plaza de San Juan de Dios, que a la botica amaré. No vaya sola, que el boticario mare, canta pistola, canta pistola mare, canta pistola, ay que la bochita mare, no vaya sola, no vaya sola. Mọi người tranh thủ chụp những tấm hình của mùa lễ Hoa Anh Đào làm kỷ niệm nè. Chồng mình quyết định ăn burger, xếp hàng. Mình để cho chồng mình xếp hàng mua hamburger, còn mình thì quay vòng vòng. Chứ hai người xếp hàng cũng vậy à. Nên là một người xếp hàng, còn một người tranh thủ quay phim. Bán kem, kem Việt
ngon chưa? Rasugola lên. Mọi người mua đồ ăn ở mấy cái xe này nè, food truck nữa, xong rồi đi ra đây ngồi ăn. Lễ hội chỗ này vui ơi là vui luôn á. Giờ mình ra chỗ này ngồi chờ ông xã mình mua đồ ăn. Đi vòng vòng á mà đợi tới vô nhà hàng á xa lắm nên là nói chịu hết nổi rồi. Thấy mọi người ngồi ăn vui lắm, mình phải ra xí bàn trước để đông quá ngồi không có chỗ ngồi luôn. Kia là có cái sân vận động mọi người chơi thể thao ở trong á. Đây có đem hai chai nước trước, xong rồi xếp hàng đợi lấy đồ ăn. Ông uống lại gì đây? Pineapple soda. Và cả nhà ăn burger với vợ chồng mình nha. Họ làm cái burger màu hồng nè để cho cái mùa hoa cherry nè. Trời, khúc này hoa nở trắng xóa luôn, đẹp quá. Đây nè, cây này hả, bông mà đẹp. Lần đầu tiên mình đi ra cái khu bờ hồ này á, rất là đẹp. Và đặc biệt là cái mùa hoa anh đào nè, mọi người đi ở đây chụp hình quá trời luôn. Nói về lịch sử của những cây hoa anh đào này á, thì vào năm 1912, người dân Nhật Bản đã gửi 3.020 cây anh đào đến Hoa Kỳ như một món quà của tình bạn. Và mãi đến vào đầu những năm 1990, lễ hội hoa anh đào đã trở thành một lễ hội kéo dài 2 tuần như ngày nay. Nếu ai có dịp đến thăm thủ đô Washington DC của Mỹ thì thích ngắm hoa anh đào thì nên đi vào những cái ngày như giữa tháng 3 hoặc là cuối tháng 3 thì là cái mùa hoa anh đào nở rộ. Nhưng mà tốt nhất thì mình nên kiểm tra trước, tại vì mỗi năm thời tiết nó khác nhau nên là mình kiểm tra thì mình sẽ thấy cái lịch báo là mùa hoa anh đào nở rộ rồi vào những cái ngày nào đó thì mình tới thì nó sẽ ngắm được những cái hoa đẹp hơn. Còn nếu mình đi đại thì cũng hên xui, tại vì mỗi năm thời tiết mỗi khác. Rồi, nhìn cái góc này quá đẹp. Đây là mình sắp đi được một vòng cái bờ hồ này luôn rồi. Wow. Đẹp. Hoa anh đào nở khu này rất là đẹp. Từ ở xa thì mình đã thấy tượng đài của Washington DC. Bây giờ thì mình đi qua cái hướng đó nè, để quay kỹ lại bờ hõm. Mình đã quay một lần rồi nhưng mà cũng xa xa, chưa có quay kỹ. Bữa nay mình sẽ qua đó quay kỹ lại cho cả nhà cùng xem với mình nha. Cũng như trước đây mình đã chia sẻ thì tượng đài này được xây dựng để tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là ông George Washington. Tài tưởng niệm này là tòa nhà cao nhất thế giới, hơn 555 feet, tượng đài vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
vẫn giữ là danh hiệu công trình kiến trúc và tháp bằng đá cao nhất thế giới. Rồi nằm ở giữa trung tâm National Mall, giữa cung điện Capitol Hoa Kỳ và đài tưởng niệm Lincoln. Bữa nay á, mọi người ra đây chụp hình quá trời luôn. Đây cũng một dãy xe food truck luôn nè. Mọi người cũng tụ tập ở đây ăn uống. Ở đây thì đông hơn, nhiều food truck hơn cái trong cái lễ hội hoa anh đào. Cái này ngoài đây tự do. Trong kia chắc phải đăng ký á. Kem nè, nước sinh tố các loại luôn, nhà tú dưới kia luôn. Video mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nếu mọi người thích thì hãy like, share và đăng ký kênh, và nhớ bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye.